nhằm nâng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, phát triển nước mắm truyền thống Phú Quốc lên một tầm cao mới. Mục tiêu đó đang dần đạt được khi nước mắm truyền thống Phú Quốc đã đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia trong thời gian tới. Được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và quy trình chế biến nghiêm ngặt, từ khâu đánh bắt, muối cá, ủ chượp cho đến khâu đóng chai đã giúp cho nước mắm truyền thống Phú Quốc nói chung, nước mắm Khải Hoàn nói riêng đi đến thành công. Và mới đây, sản phẩm nước mắm Khải Hoàn là một trong các sản phẩm tiềm năng đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đây là điều kiện tiên quyết để nước mắm Phú Quốc tham gia đánh giá phân hạng đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia và xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Các sản phẩm về nước mắm Phú Quốc là đã được nổi tiếng từ lâu và được hình thành hơn 200 năm trên đảo này. Thì tới hôm nay thì nước mắm Phú Quốc đã được tham gia vào cái chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Thì đó là một cái niềm tự hào đối với doanh nghiệp cũng như là người dân bản địa và đối với chính sách nhà nước rất quan tâm cái làng nghề này. Trong thời gian qua, các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn Phú Quốc cũng đã áp dụng phương pháp mới giúp cho doanh nghiệp quản lý, kiểm soát chặt chẽ mọi công đoạn trong quá trình sản xuất, kiểm soát tốt được chất lượng và đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế. Đối với doanh nghiệp, chúng tôi luôn đặt cái tiêu chí hàng đầu là phải đảm bảo về mặt chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì khi mà đạt được cái tiêu chuẩn 5 sao OCOP thì cái sản phẩm rất là tốt cho thị trường, nhất là vô các siêu thị. Siêu thị và người tiêu dùng hết sức là quan tâm về vấn đề OCOP, sản phẩm đạt được OCOP, mà nhất là OCOP 5 sao. Hiện Phú Quốc có 6 sản phẩm nước mắm đạt chuẩn 5 sao cấp tỉnh, gồm 3 sản phẩm nước mắm Phú Quốc Khải Hoàn 38 độ đạm, 40 độ đạm, 43 độ đạm, 3 sản phẩm nước mắm Thanh Quốc 35 độ đạm, 40 độ đạm, 43 độ đạm và đang hoàn thiện hồ sơ tham gia chấm điểm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Về cái nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Phú Quốc thì đạt chuẩn. Cái thứ hai nữa thì về cái mẫu mã thiết kế bao bì thì cũng sang trọng, tiện lợi. Đặc biệt là có 6 cái sản phẩm đạt tiềm năng dự thi cấp quốc gia. Thì hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm tỉnh Kiên Giang cũng đã trình Trung ương. Hội đồng Trung ương dự kiến tháng 8/2022 sẽ xét duyệt cái 6 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Không dừng lại việc làm nghề nước mắm ở Phú Quốc được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hạng mục nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian. Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc vẫn từng ngày giữ gìn, tôn tạo, nỗ lực đưa nước mắm Phú Quốc hướng đến sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia, khẳng định hơn nữa giá trị của một sản phẩm địa phương.